Trước mình học tới sợi cơ, sau cái cấu trúc của xương khớp mình đã tìm hiểu đến sợi cơ, mà theo em nghĩ cũng phần lớn mình cũng sẽ tìm hiểu về sợi cơ là chính. Mọi người còn nhớ về cái cơ chế sliding filament không? Cơ chế trượt. Hay để nhắc lại một lần nữa. Để Cơ nhắc chế lại. sợi Cơ chế trượt của sợi cơ. đó mà Tại vì em, bữa bữa nay em có coi, bữa em có coi một clip, nó phân tích về cái chuyển động concentric với lại isometric á, thì ông nói, ông so nó vào chuyển động mà nó tốn năng lượng nhiều nhất, tốn năng lượng ít nhất là eccentric, và nó cũng là thằng phát cái lực nhiều nhất luôn. Phát ra lực nhiều Thì nhất kiểu mà nó tốn ít năng lượng nhất hả? đúng rồi. Xong rồi ông mới nói, là cái đó nghe giống như là nghịch lý, nhưng mà thì là tại vì không, nó có một cái quy chế trong đó nữa, là ở trong cái hệ thống trượt, cái sliding model của thằng sợi cơ đó, thì nó có một cái loại rồi một cái nhóm protein là cái thằng T-link hả ta, em không nhớ cái tên nữa, là T-link protein đó. Cái thằng này đó, nó giống như là một cái cũng như thun vậy, nó mỗi lần mà cơ mình nó duỗi hết thì cái nhiệm vụ của nó sẽ là co lại, hoặc là mỗi lần cơ mình nó co lại ra hết thì nó sẽ duỗi ra để nó giữ được cái thon á, cái thon của cơ. Nhưng mà cái thằng này nó có một cái điểm hay là nó không sử dụng ATP để làm năng lượng, mà nó bắt vào sợi nó ở chính giữa cái đường em lai á, đường em lai là cái đường ngay chính giữa, nó sẽ đi từ cái đầu, nó sẽ bắt có một cái đầu bắt ở đó, và khi mà cơ nó trượt ra nó sẽ xoắn ốc ở trong cái đường active, khi mà cơ duỗi ra thì thành ra khi mà thành ra lúc mà mình buông cái lực ra, mình bỏ một cái lực ra, thì cái thằng này nó xoắn lại, nó kéo ngược cái thằng nó kéo lại cái sợi kia ngược lại, giống như là nó tạo một cái sự đàn hồi á, mà cái sự đàn hồi nó lại không sử dụng năng lượng ATP, thành ra nó lại tiêu tốn ít năng lượng nhất. Kiểu như là nó làm cho cái sự giống như giãn ra, relax của cái cơ nó chậm lại một xíu hả, để nó duy trì được cái tension trên cái cơ đúng không, kiểu vậy. Nó đúng rồi, cũng cũng có thể hiểu là như vậy, giống như là tại vì nó nè, anh thấy cái đường ngay đường đường em lai nè, nó giống như nó sẽ có một cái sợi cơ, khi mà cái thằng active với cái thằng myosin nó bắt vào nhau đúng không, thì cái thằng myosin nó sẽ kéo cái thằng myosin nó sẽ kéo nó sẽ bắt lên nó sẽ bắt lên cái thằng active, và nó kéo cái thằng active hai cái đầu của thằng Z line lại vô cái đường M. Rồi thì khi mà nó kéo, cái sự kéo vậy á, nó kéo lại, xong mình lúc mà từ cái thằng M mà nó duỗi ra lại ra ra ngoài á, thì cái sợi protein mà T-link á, nó sẽ xoắn ốc trên cái đường active của thằng Z line đó, thì thành ra nó lại như là nó tích chuyển năng lượng lại, nó tích trữ năng lượng để nó đỡ phải kéo tốn một cái lượng năng lượng để tạo một cái lượng cơ bắp, là tạo một cái tension, gọi là tension không, cái force á, tạo một Giống cái như force ở là trên nó đỡ phải tốn năng lượng trong quá trình nó duỗi ra, duỗi chỉ ra, đúng rồi, nó nó phải chỉ tốn tốn năng năng lượng trong lượng quá trình nó trong quá duỗi. trình nó chỉ tốn năng lượng cho quá trình nó co thôi, chứ nó không có tốn năng lượng trong quá trình duỗi ra. Thì Nó tiết kiệm hơn. cái chất đó nó giống như là nó giúp duy trì được, tối ưu được cái lực trong thời gian kéo dài hơn, mặc dù không tốn thêm năng lượng. Không, Nếu mà em nghĩ là trong thời gian ngắn, trong thời gian ngắn, tại vì giống tức như là dù là dù không xài thêm cái ATP đó thì nó vẫn duy trì được cái trạng thái tension của cơ, kiểu vậy. đúng rồi, nó là cái nó người ta bởi vì cái đó em nghĩ là ứng dụng của nó là trong mấy cái bài explosive á, kiểu như mình lợi dụng cái lực đó để mình búng cao hơn, mình dùng được năng lượng nhiều hơn, mà mình đỡ tiết mở rộng, mình dùng được mình phát cái lực lực lớn hơn, nhưng mà mình đỡ tốn năng lượng nhiều hơn.
Nếu mà em có cái clip đó thì em gửi vô group đi để mọi người xem cho cụ thể hơn. Ok. À, nó liên quan đến Ừ. cái bộ mình nói đúng không? Ừ, Cái à, thôi Nhật, thôi chung Nhật, chung Nhật, tịch à không, Nhật đang nói về trong cái sợi cơ, bản thân trong cái sợi cơ luôn á, nó có một cái chất tên gì đó nãy không có nghe rõ, nó một có cái một cái, nó có một cái protein chứ không phải là một cái chất. protein, protein. Chilling này. Thì cái protein này nó đóng vai trò là nó sẽ giữ cho cái tension, thilin này đóng vai trò là giữ cho cái tension trên sợi cơ được duy trì trong quá trình mình eccentric ra, trong quá trình mình eccentric. Thì lúc quá trình eccentric đó nó sẽ không làm tốn năng lượng và tiết kiệm năng lượng hơn, tức là sợi cơ chỉ tốn năng lượng khi mà nó co thôi, còn khi nó duỗi ra nó không tốn năng lượng, khi nó duỗi ra nó không tốn năng lượng. Thì nhưng mà người ta nói rằng cái eccentric đó nó lại sinh ra lực lớn hơn đúng không? Lớn hơn khi mà mình co so với concentric đúng không? Nãy Nhật nói vậy đúng Đúng rồi, đúng không? rồi, đúng rồi, nó là sinh lực, nó sẽ sinh được cái lượng lực lớn hơn. Giống như là đồ đồ hồi, giống như cái lò xo đúng không? Đúng rồi, nó là cái tính đại, cái đặc tính của cái sợi protein này á là nó đàn hồi. Nó đàn hồi, nó như cục như thun vậy á. Đó thì nhiệm vụ chính của nó khi mà mình ở trong trạng thái nghỉ á là nó sẽ duy trì được cái thon của cơ bắp. Giống như nó sẽ duy trì cái thon, nếu mà cơ bắp của mình nó co lại hết thì nó nhiệm vụ của nó sẽ là kéo cơ bắp ra đúng cái vị trí thon của nó. Còn nếu mà nó duỗi ra hết thì nó sẽ kéo cơ bắp lại ở vị trí thon ban đầu của nó. Nhiệm vụ của nó là vậy. Nhưng mà trong nếu mà mình áp dụng nó vào trong bài tập thì nó sẽ tiết kiệm được cái lượng năng lượng để mình tạo được cái phát lớn hơn. Nó có giống như là passive passive force gì không ta? Cái giống như là mấy cái trạng thái mà người ta tập gymnastics á, người ta giữ ở tư thế plank chẳng hạn, hoặc là L-sit á, cơ bắp không di chuyển, không có co, không duỗi gì hết. Nó có giống vậy không? Cái passive force á. Cơ bắp không di chuyển, Tức là cơ cái bắp độ không di chuyển là em tức là cái độ dài cơ bắp nó không thay đổi, nó giữ nguyên. Hoặc giống như là à. mình, giống như tư thế mình đang ngồi nè, tức là có là cơ đang ở trạng thái isometric đó. Thì cái protein đó nó có giống như vậy không ta? Nó giữ cho sinh lực trong quá trình kể cả cơ không có co duỗi. Em lại nghĩ là nó không giống, À. em nghĩ là nó khác, tại vì ứng dụng của nó khác. Nói chung là nhiệm vụ của nó Ok. là để nó duy trì được cái hình dạng đó ta, cái thon đúng không? Nếu mà nói vậy thì giống như là Cái cái hình thon, dạng của cơ bắp đó. cái thon hay là cái tension ha? Em Cái nghĩ thon là á, cái thon nữa. cái thon trong khi mà mình nghỉ, tại vì trong khi mà mình nghỉ nữa, thì nó sẽ khác với lại cái nhiệm vụ của nó khi mà mình tập luyện. Để chút nữa có gì em tìm lại cái clip đó em gửi vô cho mọi người coi thử. Thì mọi người có cái từ khóa là protein tên là tilin. Tilin. Chữ y ngắn ha, tilin. Rồi có là gì tìm hiểu thêm về cái đó xem thử. Mình sẽ xem lại qua một cái qua cái cơ chế co cơ đi, tại vì hôm nay nói về nó hơi nhiều. Nói là về cơ chế co cơ để share cái màn hình. Rồi. Cơ chế co cơ thì sợi cơ cơ thể chúng ta có 3 loại. Chúng ta biết là cơ cơ tim, cơ trơn và cơ vân. Thì cơ tim với cơ trơn chúng ta không có điều khiển được, nó là tự động. Không có thể dùng suy nghĩ để điều khiển được nó, còn chủ yếu là chúng ta sẽ điều khiển cái cơ vân. Rồi một cái bó cơ sẽ chia ra nhiều bó cơ nhỏ hơn, và trong từng bó cơ mới chia ra thành từng sợi cơ. Phân biệt giữa bó cơ với sợi cơ là tế bào cơ. Sợi cơ này, một sợi cơ là một tế bào cơ nên mỗi một sợi cơ sẽ có một cái nhân là cái màu tím để phân biệt. Thì trên mỗi một cái tế bào cơ này nó có một cái điểm nối giữa cái tế bào thần kinh và cái màng của sợi cơ, ở đây gọi là neuromuscular junction, cái điểm tiếp xúc neuromuscular junction. Từ đây thì truyền tín hiệu vào thì các bạn sẽ thấy nó truyền tín hiệu nó lan ra.
nó chạm xuống màng cơ và nó sẽ lan tỏa ra lan xung quanh. Và cái tín hiệu này tức là những cái chất hóa học từ trong hệ thần kinh truyền qua cơ. Rồi, trong một sợi cơ thì chia ra làm nhiều đơn vị nhỏ, thì cứ một cái đơn vị nhỏ vậy thì gọi là sarcomere. Đây, một cái đơn vị nhỏ là một sarcomere, thì có bao gồm sợi myosin và sợi actin, hoặc là sợi dày và sợi mỏng. Ở đây phân ra làm các cái đoạn như là Z-line nè, đoạn Z-line, đoạn zigzag nè, Z-line. Z-line thì nó sẽ nối với đoạn actin, nối với sợi actin. Còn ở giữa là cái đoạn M-line, M-line thì là nó nối với đoạn myosin, nối với sợi myosin. Rồi, ở đây người ta còn phân ra làm cái đoạn H-zone nữa, cái đoạn màu cam này là H-zone nè. Khi co cơ thì cái đoạn H-zone này sẽ mất dần, co lại dần và mất hẳn cái đoạn này. Còn có I-band, E-band và A-band, chữ A và chữ Y. Chữ A-band hình như là khúc này, nó sẽ giữ nguyên, sẽ tăng dần cái phần A-band và E-band mất. Rồi để thực hiện cái co cơ thì cái myosin phải kéo được cái actin, và nó sẽ phải chạm vào cái điểm tiếp xúc là mấy cái điểm màu vàng để tạo nên rod friction, sau đó thành cái cầu nối và nó mới kéo được, nó mới kéo và hình thành nên cái chuyển động. Đó, bắt đầu cái sarcomere này nó mới ngắn dần lại, co dần lại. Rồi. Thì để mà mỗi một lần cái myosin này á nói lên cái actin á, nó tốn một ATP. Một ATP nói lên. Lúc này nó sẽ giải phóng ra một ATP thì chuyển hóa thành một ADP, mất đi một phosphat thì còn lại ADP và một năng lượng. Một năng lượng, sau đó phải có một ATP khác thay thế vô để trả về cái trạng thái bình thường. Một ATP khác trả về trạng thái bình thường. Đó, sau đó cái ADP đó mới kích hoạt đưa lên vận động tiếp tục. Và cùng một lúc nhiều cái myosin và actin này hoạt động cùng lúc nên nó cộng hưởng với nhau, nó làm cho cái chuyển động lớn, xuất hiện chuyển động lớn hơn. Mà để cho cái myosin và actin này gắn được với nhau á, thì phải có mặt của cái ion canxi này sẽ đính lên cái troponin, và khi này troponin nó sẽ kéo giãn cái tropomyosin ra, là cái sợi màu hồng này kéo giãn ra, kéo giãn cái sợi tropomyosin ra, giống như là mở khóa unlock ra. Unlock thì lúc này những cái điểm màu vàng nó mới mở ra, nó mới hiện ra, và lúc này myosin mới nối vào được và kéo. Đó, lúc này myosin mới đưa lên và chạm vào nè, kéo được. Đó, ở đây chút nữa mình có cái phần người ta hay gọi là potential power hay gì đó, tức là cái chuẩn bị phát lực, chuẩn bị mà nó thực hiện cái việc kéo cơ này, thì cái này gọi là potential power, tức là nó chạm vào, tức là có tín hiệu điện nhưng mà nó chưa kéo, nó mới chạm vô thôi rồi nó dừng ở đó. Rồi khi mà cái sự kéo của myosin với actin này xảy ra thì lúc này người ta mới gọi là power stroke, là cái sự kéo của sợi cơ. Còn khi mà chạm vô thì nó chưa có xảy ra cái hiện tượng kéo, mà nó vẫn có tín hiệu điện, nên ta gọi là potential. Rồi, lúc này nó chạm vào và nó kéo, thì cái này mới gọi là một power stroke. Rồi, phía bên ngoài để có mặt của cái sự xuất hiện của canxi, ion canxi, thì phải có tín hiệu từ thần kinh giải phóng sodium là natri, ion natri, sau đó tiếp xúc với cái màng SR, sarcoplasmic reticulum, màng SR này đó, tín hiệu truyền rộng ra đến cái ống T-top này, thì cái ống T-top này sẽ kích hoạt giải phóng canxi từ trong cái màng sarcoplasmic reticulum, màng SR này, cái màu tím là màng SR, để giải phóng calcium đang dự trữ đó, giải phóng ra, rồi bắt đầu quá trình co cơ. Rồi, đó là nhắc sơ lại về cái sự co cơ trước. Rồi, ok. Mình đi vào phần chính. Đây. Sao mất tiêu rồi. Đây. Ok, co cơ.
Rồi bữa nay mình sẽ đi qua cái mà hệ thần kinh neuromuscular system. Thì mọi người cũng biết là để có một cái hoạt động nào đó, cái đầu tiên là từ hệ thần kinh phải truyền tín hiệu xuống, thì lúc này mới dẫn truyền các cái chất dẫn truyền thần kinh xuống tới cơ và mới kích hoạt được quá trình co cơ hoặc là cái filament này, sliding filament này. Rồi thì một cái tế bào thần kinh á, nó không chỉ gắn liền với một sợi cơ, mà nó ở đây một cái tế bào thần kinh nó truyền tín hiệu điện đi, thì ở đây nó có nhiều cái sao ta, đây đi coi hình tế bào thần kinh. Đây nó có nhiều cái chân nói ra ngoài. Đây là cái nhân, cái đầu của tế bào thần kinh và nói liền đi những cái bao myelin. Bao myelin này là sẽ truyền tín hiệu đi, nó sẽ nhảy theo như kiểu tín hiệu điện truyền kiểu bước nhảy, nhảy qua nhảy 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 qua qua đến cái tế bào thần kinh khác, và cái đuôi của thằng này sẽ cắm vào cái đầu thằng khác. Ví dụ đuôi thằng này sẽ cắm vào đầu của một đứa khác ở đây và nó liên kết với nhau. Và tương tự như vậy, cái đuôi nó đi xuống như vậy nó sẽ phân ra nhiều nhánh nhỏ hơn nữa, mà một cái nhánh nhỏ như vậy nó sẽ bám vào những cái sợi cơ khác nhau, những cái tế bào cơ khác nhau. Cho nên á, đây một cái tế bào thần kinh nó không chỉ điều khiển một sợi cơ mà nó có thể cùng một lúc điều khiển nhiều sợi cơ khác nhau. Có thể nó điều khiển một hoặc hai sợi, hoặc có thể nó điều khiển 10 sợi, thậm chí là lên cả 100 sợi chẳng hạn. Đối với một tế bào thần kinh thì một tế bào thần kinh kết nối với nhiều sợi cơ khác nhau đó, người ta gọi là một cái đơn vị motor unit, một cái đơn vị motor unit. Mà cái motor unit này, nếu như cái motor unit tế bào thần kinh này tiếp xúc với càng ít số lượng sợi cơ thì cái việc kích hoạt nó càng nhanh và càng chính xác. Ví dụ như là cơ bắp ở vùng mắt của mình là những cái sợi cơ nhỏ rất là ít ít cơ, có thể là khoảng mấy chục sợi cơ thôi. Nên nhưng mà mỗi một sợi cơ như vậy đều có một tế bào thần kinh, nôm na là ít ít tế bào thần kinh kiểm soát nó hơn, nên nó di chuyển nhanh hơn và chính xác hơn. Giống như mắt của mình chớp mắt hoặc là nhìn qua trái qua phải, nhìn lên nhìn xuống này, nó diễn ra rất là nhanh và nó chính xác, và kể cả nó giúp cho việc chuyển màu hoặc là nhìn nó rõ vật hơn, chỉnh kiểu tiêu cự xa gần này kia nhanh hơn. So với việc là một tế bào thần kinh đó nó phải quản lý một lúc nhiều sợi cơ ở nhóm cơ đùi, cơ chân của mình. À, nên cái chuyển động và cái sự co của cái sợi cơ ở phần cơ Của đùi nó sẽ chậm hơn, và nó là nó thật ra nó vẫn nhanh nhưng mà nó sẽ chậm hơn so với lại cái cơ ở khu vực mắt, tại vì cùng một lúc nó phải quản lý nhiều một thứ lúc hơn. Rồi, đó là về cái motor unit. Nhiều sợi cơ hơn để quản lý thì sẽ chậm và phải phối hợp lâu hơn so với ít sợi cơ cùng một lúc với nhau. Rồi, ở đây là trong này, trong cái bài nó có nói về khái niệm muscle twist. Đâu? Muscle twist. Control. Ở đây là cái phần co cơ, cơ sợi cơ kích hoạt. Ở đây cũng có nói này, ví dụ như sự thay đổi của số lượng sợi cơ được kích hoạt và số lượng motor unit được kích hoạt. Ví dụ như phần mắt á, ít sợi cơ hơn mà nhờ cùng ví dụ cùng một đơn số lượng tế bào thần kinh thì nó sẽ di chuyển linh hoạt và chính xác hơn so với điều khiển một cái nhóm cơ lớn hơn với cùng số lượng tế bào thần kinh. Rồi, acetylcholine. Đây, ở đây có cái khái niệm là all or none principle. Tức là all non principle này, mọi người có thể giải thích trước không? Tiến hay Nhật hay Nam này có thể giải thích trước về cái khái niệm all or non principle này không? Tiến có thể giải thích được khái niệm này không? Không biết là
Rồi. Nhật giải thích được không? Ở đây nói gì? Ở đây nói là tất cả các sợi cơ trong một cái motor unit sẽ cùng lúc co với nhau, cùng lúc co và duỗi với nhau. À, tức là một cái tế bào thần kinh đó khi truyền tín hiệu xuống là toàn bộ các cái mà sợi cơ đó, ví dụ cái màu đỏ này nó phát tín hiệu xuống cùng một lúc những cái sợi mà có đính với cái lại motor cái tế bào thần kinh, cái sợi màu đỏ này đều co với nhau cùng một lúc. À, cùng co và cùng duỗi, cùng co cùng duỗi cùng lúc với nhau thì nó mới cộng hưởng với nhau được. Thì cái non principle này tức là tất cả hoặc là không, tức là một cái motor unit này nó khi mà nó kích hoạt nó sẽ điều khiển một lần ba sợi cơ này, ba cái tế bào cơ này, chứ không thể điều khiển một trong ba hoặc là hai trên ba. À, nên nó gọi là tất cả hoặc là không có gì xảy ra hết. Một là làm cùng lúc hết, còn hai là không có làm. À, làm là làm cùng lúc hoặc hai là đình công hết cùng lúc vậy đó. Đó thì mỗi một đơn vị motor unit này nó sẽ kiểm soát một cái nhóm tế bào cơ khác nhau. Đó, hiểu nôm na là như vậy. Nên nó mới có cái khái niệm này. Khái niệm non-O principle. Đó thì người ta nói ở đây là chưa có nghiên cứu nào chứng minh là một cái motor neuron này nó chỉ điều khiển một vài sợi cơ, mà hầu hết họ đều thấy là nó điều khiển tất cả các sợi cơ đó, chứ không có cái nghiên cứu nào chứng minh được là nó chỉ điều khiển một hoặc một vài sợi cơ. Nên á, nên cái việc này kể cả tức là sao ta, một cái hoạt động mà mình nâng tạ lớn hơn á thì cái tế bào thần kinh đó nó nói gì, đây nó nói gì là một cái hoạt động stronger nè, một hoạt động mạnh hơn, nhưng mà không có nghĩa là nó kích hoạt được cái sợi cơ co mạnh hơn. Tức là sao? Tức là một cái sợi cơ này nó co, tức là chỉ nó co thôi, nó cũng phát ra đúng bao nhiêu đó lực thôi. Ví dụ như ba cái sợi này kết hợp với nhau phát ra được 10 newton, thì khi chúng ta nâng một khối lượng nặng, nâng nặng cách mấy hoặc nâng nhẹ mấy không cần biết, nó vẫn phát đúng 10 newton hết. Vậy tại sao chúng ta nâng được nặng hơn? Tức là chúng ta phải kết hợp nhiều cái motor unit này cùng với nhau cùng lúc. À, đó. Thì lúc này có sự kết hợp của motor unit thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ N gì đó cùng hoạt động với nhau, nên chúng ta mới kích hoạt cùng một lần nhiều cái tế bào thần kinh motor unit với nhau cùng một lúc, và chúng ta nâng được cái khối lượng nặng hơn, hoặc là một cái động tác bùng nổ, hoặc là một cái kỹ thuật nhảy chính xác hơn chẳng hạn vậy. Đó, để giải thích là dù cho chúng ta tập nặng hay tập nhẹ thì một đơn vị motor unit đều phát ra một cái lực như nhau. À, như nhau trong mọi thời điểm, chứ không phải là mình tập nặng hơn thì cái motor unit này nó có thể sinh lực mạnh hơn. Đó. Rồi, mà cái việc chúng ta mạnh hơn là do chúng ta dùng nhiều cái motor unit, nên lúc trước thầy cũng có nói là để mà phát lực tốt hơn, mạnh hơn á, là chúng ta phải quan tâm đến hình như ba việc. Một á là bao nhiêu cái motor unit được kích hoạt. Thứ hai là tốc độ của kích hoạt, của cái sự kích hoạt này nhanh hay chậm. Và thứ ba là sự đồng bộ của nó. Tất cả như motor unit này kích hoạt cùng với nhau, mà cái đó sẽ được thực hiện qua cái sự tập luyện lặp đi lặp lại. Giống như ban đầu chúng ta tập, chúng ta chưa có quen mức tạ đó thì cái kỹ thuật chúng ta không có được gọi là hay, chúng ta hay gọi là nó không được mượt á. Nó bị khựng chỗ này khựng chỗ kia, tức là cơ thể nó phối hợp chưa được tốt, kiểu kích hoạt thần kinh nó chưa được ok. Lúc kéo lên thì cái này giống như chân đạp mà lưng không kéo chẳng hạn vậy đó. Thì sau khi thực hành một thời gian dài, bắt đầu cái cơ bắp cơ thể hệ thần kinh ta quen, chúng ta sẽ tập nó mượt hơn, nó đúng kỹ thuật hơn, nó duy trì được tư thế tốt hơn đó. Thì đó, để giải thích cho cái khái niệm mà non-O principle, O or non-principle nè. Rồi, tiếp theo là về các khái niệm về twist. Cứ mỗi lần co cơ này á thì người ta gọi là một cái twist, một cái không biết dịch ra như thế nào, nhưng cứ gọi tên nguyên bản nó là twist. Xoắn đi. Sao? Hả? Xoắn hả? À, xoắn hả? Ok. Mình không biết dịch ra như thế nào, nhưng mà là chỉ như giật á, co giật. Co giật á, nó nôm na là nó một cái đo co trên cái PowerPoint nè.
nó là một cái giống như là một cái biểu đồ á, thì một cái biểu đồ như vậy gọi là một cái tweet nè. Một cái tweet là từ số 0 đến đây thì nó tính cho đơn vị là millisecond, milli giây á. Thì đây từ đầu từ 0 đến 100 này là một cái tweet ha. Và nó có chia làm ba cái giai đoạn chính. Ba giai đoạn chính là trước khi co nè, trước khi co người ta gọi là latent period. Latent period này là cái quá trình gì? Là cái quá trình hồi nãy mình nói là khi cái myosin nó chạm vào cái actin mà nó chưa kéo. À lúc này người ta đã đo được cái tín hiệu điện ở đó. Và ở đây người ta gọi là cái giai đoạn latent period. Đó, tức là có sự liên kết nhưng chưa có thực hiện cái việc co cơ. Nên nó nằm ở dưới này. Ví dụ dưới này cái điểm dưới này thấp, cái tension ở đây mình có thể cho là 5 đi, 5%. Còn trên này có thể là 100% đi. Đó. Thì sau đó khi mà thực hiện nó có cái sự power shock diễn ra, tức là sợi myosin và sợi actin đồng loạt kéo với nhau, nó mới sinh lực. Lúc này sinh lực thì từ điểm này mới đi lên được tới cái maximal của nó, lên cái khả năng sinh lực cao nhất của nó ở đây, tới điểm này, strain trên này. Đó. Thì khi nó kéo xong, thì đây gọi là cái pha contraction. Đây là sự co nè, power shock đây nè. Rồi sau đó thì nó nhả ra, cái myosin và actin nó nhả ra. Thì bắt đầu nó nhả dần và nó có thể là nó trượt lại, nó trả về trạng thái thư giãn của sợi cơ, của myosin và actin. Thì đây gọi là giai đoạn relaxation period. Đó, giảm xuống đây, giảm xuống hết và tiệm cận phía dưới. Rồi, người ta nói là có một cái điểm thú vị ở đây là mình chúng ta đều biết là có sợi sợi cơ nhanh và sợi cơ chậm. Vậy nhanh và chậm nó khác nhau gì ở đây? Thì á, người ta nói toàn bộ cái quá trình mà từ cái chỗ này, từ cái điểm mà bắt đầu sinh lực nè đến cái điểm cao nhất đây, nó khoảng trung bình á, nó khoảng từ 10 cho đến 100 mili giây ha, trung bình ha, 10 đến 100 mili giây. Và tương tự từ cái điểm cao nhất này cho đến cái lúc nó thư giãn hết mức này, nó cũng là 10 đến 100 mili giây. À đó, nên chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao một bên này nó ngắn hơn mà nó cũng 10 đến 100, còn bên này nó dài hơn thì nó cũng 10 đến 100. Thì lúc này chúng ta mới để ý đến cái việc là tùy vào cái loại sợi cơ nhanh hay sợi cơ chậm, được không? Đây, ví dụ đây là cái sơ đồ. Ở trên là một cái tweet nè. Còn phía dưới là ba cái dạng sợi cơ khác nhau. Ví dụ như sợi cơ ở gastrocnemius nè, hoặc là sợi cơ ở soleus nè. Thì nó có cái tốc độ co cơ nhanh chậm khác nhau, nên mình mới phân ra làm sợi cơ nhanh và sợi cơ chậm. Đó, tức là từ cái điểm số 0 và đến cái giai đoạn nó sinh ra lực lớn nhất á. Đó, ngắn, ví dụ như sợi gastrocnemius đi. Đó, chỉ cần nó vừa sinh ra kiểu nó co cái, nó lên được tới đỉnh điểm liền, xong sau đó nó hơi giãn xuống liền. Tuy nhiên đối với sợi soleus, nó sợi bền nhiều hơn, sợi cơ chậm nhiều hơn, nên lúc này nó tăng thì nó cũng tăng chậm, nó tăng từ từ, rồi cuối cùng nó mới chạm cái đỉnh này, rồi sau đó nó mới giảm từ từ, giảm xuống. Đó, nên người ta mới nói là cái khoảng trước này từ 10 đến 100 và kể cả khoảng sau này cũng 10 đến 100 là ok. Đó. Và tùy theo cái loại sợi cơ mà nó cái đoạn này nó dài hay ngắn là tùy theo cái loại sợi cơ. Rồi. Mọi người có nghe theo kịp không? Nó có mới bị unstable cái connect xíu. Mọi người theo kịp không? Kịp anh. Ok. Nghe rõ mà. Ok. Rồi, đó. Đó là về cái twist. Và nói tiếp về cái sợi cơ, các loại sợi cơ. Đó là một cái twist trong sợi cơ. Rồi, khi mà sợi cơ của mình nó mình tiếp tục nói đến cái tetanus nè, cái khái niệm về tetanus. Rồi khi mà cái sợi cơ nó một lần nó co xong rồi nó giãn ra đó, giống như trong cái video nãy á, trong video sau khi mà nó co nó giãn ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái ion canxi này còn có mặt ở đây không. Nếu như cái ion canxi này còn đây thì nó tiếp tục nó co tiếp. À còn nếu mà không á thì nó sẽ quay trở về cái màng SR, màng sarcoplasmic reticulum này, nó quay trở về đây. Tuy nhiên nó sẽ hoạt động, những cái sợi cơ này nó hoạt động
cùng một lúc với nhau và liên tục với nhau. Liên tục với nhau. Tức là sợi này nó chưa kịp nghỉ đã đến sợi kia hoạt động kích hoạt lên. Đó, nên nó sẽ xảy ra cái việc là cộng hưởng với nhau, nó cộng hưởng với nhau nó sinh ra lực. Nên người ta mới có cái khái niệm về tetanus này. Rồi ví dụ như chúng ta tập những bài nặng như squat deadlift đi, thì ban đầu với những mức tạ nhẹ nhẹ bình thường thì chúng ta chưa kích hoạt nhiều những cái sợi cơ gọi là loại 2X, chúng ta chưa kích hoạt nhiều, chúng ta vẫn xài sợi cơ bền nhiều tại vì nó nhẹ đó. Rồi đối với những cái mức tạ bắt đầu lớn dần lên thì lúc này cơ thể phải cùng một lúc kích hoạt nhiều sợi cơ để nó phát lực được lớn nhất. Thì tương tự như vậy, cơ thể nó học, đôi khi hồi trước em học cũng bị nhầm lẫn chỗ này, tức là mình chỉ nghĩ là khi mình tập mạnh, tập về sức mạnh á, thì nó chỉ xài cái loại cơ mạnh thôi, nhưng không phải, mà là nó xài tất cả ba cái loại cơ này, từ loại chậm đến loại nhanh cùng một lúc phối hợp với nhau để nó tối ưu được cái khả năng sinh lực đó. Nên người ta mới thật ra cơ thể mình nó không có lựa cái loại cơ nào hết, mà nó sẽ cố gắng tối ưu được cái hiệu quả đó. Nên kể cả có loại chậm, loại nhanh, đây là loại 2A, và kể cả loại 2X, sợi cơ trắng luôn, nó cùng kết hợp với nhau để nó phát ra lực được tối đa, ví dụ 100% sức đó. Rồi thì ở dưới là cái hình minh họa dưới này cho cái này đó. Ví dụ đầu tiên chúng ta những cái hoạt động không quá nặng, khoảng 50% sức chẳng hạn, thì những cái sợi cơ loại 1 đây, những cái nhỏ nhỏ nè, nó sẽ bắt đầu nó di chuyển, bắt đầu nó kích hoạt, nó rung lên, nó di chuyển. Rồi sau đó chúng ta tăng dần cái intensity lên khoảng 75-80 gì đó, thì bắt đầu có thêm những cái sợi cơ lớn hơn kích hoạt vô. Rồi lớn hơn nữa, tăng thêm intensity chẳng hạn, hoặc là những cái hoạt động mình cố gắng push bản thân đó, nó sẽ tăng thêm cả ba loại sợi cơ tùy theo đó, cái mức độ cái bài tập đó. Còn cái nói lại về cái tetanus ở đây, cái khái niệm về tetanus này tức là khi mà chúng ta co cơ, một cái twist hồi nãy á, một cái twist là một cái lên xuống nè, một cái twist là một cái lên xuống, nhưng mình có nhiều cái twist xảy ra liên tục với nhau vậy trên mỗi sợi cơ, nên một cái twist này đang lên và xuống, chưa kịp xuống thì có một cái twist khác nó cộng hưởng vào, nó sinh ra lực lớn hơn đó, nên cái đường này nó mới đi lên tiếp ở đây. Nên người ta gọi là một twist nè, xong rồi người ta tổng hợp lại thêm nhiều cái kích thích liên tục với nhau thì gọi là summation twist đó, làm cho chúng ta sinh lực càng ngày càng lớn hơn đây. Rồi tiếp tục như vậy, cộng hưởng thêm để cho nó phát ra lực lớn hơn, để đạt được cái, có thể hình dung cái nôm na ở cái đỉnh trên này là cái 100% cái khả năng mình có thể phát ra lực, thì nó cần thời gian lâu hơn để kết hợp những cái thuyết này lại với nhau, kết hợp những cái tín hiệu điện này với nhau, và nó sinh ra lực lớn lên lớn dần lên, cho đến khi ví dụ như bữa nay mình tập one rep max chẳng hạn, thì mình nhất nó phải kích hoạt đủ lâu, giống như mình thường phải set up lâu về tập trung tinh thần rồi cơ bắp rồi tư thế này kia nọ đó, thì khi bắt đầu từ giây phút mà mình kéo cái mức tạ lên thì mình cũng có thể cảm thấy là cái độ nặng bắt đầu tăng dần và nó đạt đến ngưỡng bắt đầu cái não mình kiểu bị đơ đó, chúng ta hay nói bị đơ, là nó đã kích hoạt đến cái ngưỡng này rồi, và lúc này mình nhấc tạ lên xong, sau đó mình sẽ liên tục duy trì cái mức này và nó sẽ không tăng vượt qua khỏi cái maximal force này, nó không vượt qua khỏi cái mức này mà nó sẽ tiếp tục nó duy trì cái ngưỡng tối đa ở đây. Thì ở đây nó có hai cái giai đoạn ở đây, người ta phân ra làm unfilled tetanus, tức là cái quá trình này nó đang liên tục, quá trình unfilled tetanus tức là nó đang xây dựng dần, nó đang bòi vô những cái tín hiệu điện liên tục để kích hoạt sợi cơ liên tục để cuối cùng nó đạt được cái ngưỡng maximal, đạt được cái ngưỡng maximal strength trên này đó, cho đến khi nó full tín hiệu điện thì người ta gọi là full tetanus, hay còn gọi là smooth tetanus này,
là những cái tín hiệu này liên tục, giống như là kiểu cơ thể chúng ta bảo rằng là phải kích hoạt cơ liên tục mới nâng được cái mức tạ nặng như vậy chẳng hạn. Đó, nó mới tăng dần và đạt đến cái ngưỡng maximal nó, và từ đây nó sẽ duy trì cho đến khi chúng ta kết thúc cái hoạt động. Và kết thúc hoạt động này là cũng đồng nghĩa với việc kiểu ý thức của mình nói rằng mình có thể thả lỏng ra, relax ra. Đó. Rồi, đó là về cái khái niệm thyrsanus. Cái khái niệm thyrsanus này mọi người có ok không? Có hiểu không? Hơi. Phải co lại quá. Không, anh hiểu. Nó giống như kiểu mà cộng sống hưởng như thôi. Nó cộng hưởng với nhau á. Giống như là một cái tín hiệu điện, mình cứ nói nôm na một tín hiệu điện truyền vào thì cái cơ mình nó co giật một cái. Thì sau khi một cái co giật như vậy nó sẽ tự động nó relax xuống, đúng không? Nhưng bây giờ mình truyền hai cái tín hiệu điện vào hoặc là ba tín hiệu điện, ví dụ như hình B nè, ba tín hiệu điện vào thì nó giật ba cái liên tục, mình thấy nó đau hơn. Giống như chọc tay vô điện cái giật nhẹ cái không sao, mà chọc giữ lâu hơn nó sẽ giật đau hơn. Kiểu nôm na như vậy để cho dễ hình dung. Đó là điện nó truyền vào liên tục. Đó, và khi mà chúng ta truyền lâu hơn nữa, bắt đầu nó mới bị bỏng này kia nọ, thì bắt đầu tín hiệu điện liên tục, nó lặp đi lặp lại, cái tần suất của tín hiệu điện này nhanh hơn, và cái cơ của chúng ta co giật nhanh hơn, và lúc này nó cộng hưởng với nhau sinh ra được cái lực lớn hơn. Đó, tức là một cái thằng này đang đạt được đến đỉnh và chưa kịp nghỉ đã có một thằng khác bồi thêm, và nó đi dần lớn lên cho đến khi nó đạt được cái ngưỡng maximal của nó. Đó, nói chung là tùy theo cái mức độ tập. Nhưng mà ví dụ đang nói theo trường hợp mình tập kiểu maximal đi, thì nó phải đạt được đến cái ngưỡng maximal này, và sau đó nó sẽ giữ nguyên trạng thái đó. Tức là những cái motor unit đó đồng loạt kích hoạt cùng lúc với nhau để sinh ra cái lực lớn nhất có thể. Đó. Rồi, mọi người thắc mắc gì không? Tiến cái, nói đi. Cái nói lại có đúng không nha? Ví dụ như twitch là cái khoảng thời gian của nó co và giãn. Nó co sẽ giãn xuống, nó sáng là trong một thời gian kích thích. Rồi thì nó lớn lên thì nó bắt đầu nó cao lên dần, thì nó co giãn dần, nó vẫn co và giãn, xong rồi cứ lớn lên dần nữa đến cái smooth đó là nó chỉ co, nó không có giãn. Tức là cái quá trình co giãn này giống như thằng này sao ta, nó một thằng co lên một cái twist đó, nó co lên rồi nó đang chuẩn bị giãn xuống thì nó đã được một cái lực của bên cái khác, của một sợi khác nó kích hoạt, nó bồi thêm vô, hiểu không? Nên nó, hiểu rồi, ý là chỗ smooth á là cái đường sóng dựng lên á, cái chỗ là co hết luôn đúng không? Đừng có giãn đâu. Không, anh nghĩ là lúc này nó có co giãn nhưng mà cái tần suất co giãn nó nhanh, rất là nhanh. Giống như em có thể thấy cái sóng của này nè, cái sóng điện mình đo được nó kẹt, nó khít với nhau, nên cái sự relax của nó giống như thằng này nghĩ đã có thằng kia tiếp sức liên tục. Để mình gọi lại cái rồi mình vô, để còn có một phút mà nó chuẩn bị nó off rồi.